Ôi phải chịu. Đôi khi cũng làm mất lòng mọi người ấy. Ngày xưa mình đi học là cái điểm môn ngữ văn của mình kéo tất cả mọi thứ luôn ấy. Thế Dạ, mặc dù ngày xưa mình học trường chuyên luôn nha mọi người, nhưng mà cái môn của mình là chuyên văn, nên là thường thì sẽ tập trung vào ba môn là môn văn, sử, địa, nên là mình sẽ học ba môn đó nhiều nhất. Còn chắc các môn còn lại ở trường mình kiểu được 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 ưu ái rất là nhiều. anh môn thể dục kéo lên Dạ. Yeah. Học giỏi mỗi môn thể dục ấy. Đỉnh cao mà. Không phải nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ như thế. Mắt đây là mắt ngưỡng mộ hả anh? Bây giờ mới biết luôn á. Ngưỡng mộ. Nói chung là ngày xưa ai... Mai em chị học phải gọi anh chị kìa. Ôi thế thì em phải đi ngủ ngay đi. Chị Dương có hay về Hải Dương không? Ngày xưa hồi chị học mà năm 1, năm 2 à, năm cấp 1, cấp 2 thì năm nào chị cũng về hết. Còn bây giờ thì chị ít mẹ về. Anh Đức, anh làm giáo viên ạ. Mẹ anh làm hiệu trưởng trường nước được mười mấy năm á. Xong rồi mai sau mẹ anh nghỉ trường 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 công. Xong rồi mẹ anh xây trường tư để tự làm tiếp. Thế tính là vẫn làm giáo viên đến bây giờ. Còn cả cuộc đời mẹ anh là làm giáo viên từ năm 22 tuổi đến bây giờ luôn á. Là 2/3 cuộc đời là làm giáo viên á. Trời. Anh chị còn ngại với nhau không? Bây giờ không biết ngại. Để lần đầu tiên mà mình cho Đức anh thấy mặt mộc của mình là mình ngại nha. Tại vì mình không có tự tin với cái mặt mộc của mình ấy. Đẹp mà. Không có tự tin. Sau rồi kiểu Đức anh sẽ động viên rất là nhiều. Là em để mặt bình thường rất là xinh. Nhưng mà anh thấy thế thật chứ không phải động viên. Xem nào. Xinh mà. Của anh chị mà gì vậy ạ? Là Đức Anh Phương Dung. Đức Anh Phương Dung. Mẹ anh làm 2/3 cuộc đời, năm nay 66 tuổi. Không đến. Lại tính nhỉ, mọi người đừng. Không đến. Đừng cho anh, đừng mẹ cho anh mới có 50 thôi. Mẹ anh mới có 50 thôi. Thì cũng hơn nửa cuộc đời rồi. Là cũng làm 30 năm rồi. Đúng không? Mà Maroc với Tây Ban Nha, anh bảo rồi, mọi người cứ dã thằng Tây Ban Nha cho anh. Làm sao mà đỡ được? Không đỡ được đâu. À còn một điều nữa là mọi người, mẹ của Đức Anh và mẹ mình sinh cùng năm với nhau. 1975. Tuổi con mèo. Trang hiệp phụ rồi ông. Trang hiệp phụ thì nó trang hiệp phụ rồi hả? Hiệp phụ không? Em có xem không? Không. Nên nhưng mà sang hiệp phụ là kéo giới ăn rồi. Thế á? Sang hiệp phụ là có nghĩa là hòa thì mới sang hiệp phụ. À. Thì kiểu gì Tây Ban Nha chả phải chấp bằng Maroc. Thì nó kéo được vào hiệp phụ là kéo giới ăn rồi còn gì nữa. Em vừa bị không đến để anh chị ăn uống, không có sao hết. Lầm lỗi. Mình không để mình lầm lỗi. Anh có chơi với anh Hải Nam không? Anh chơi sướng sướng. Anh gặp anh Hải Nam mấy lần rồi nhưng mà cũng không thân lắm. Nghe kiểu cũng bóng bánh kìa em kìa. Tao không... Nè, không chơi. Chơi ở Phương Dung chặt tay ngay. À, Hưng. Hưng. Hello anh Hưng. Hưng Minh Hu. Bạn thân mình mọi người ạ. Bạn thân mình vào. Nó đâu rồi. Nó đâu rồi, vừa mới thấy xong. Nó lướt qua thôi. Không thể nào nó lướt qua được. Ủa có phải nó không ta? Hình như phải, tại vì bạn bè thì nó mới hiện lên cái chữ. Anh làm bạn thân thế. Cũng đâu lắm đâu. Tuấn Dương nè, Hưng nè, Đức Ứng nè, anh Minty đồ loanh quanh, anh Soho đồ các thứ thôi chứ có lắm bố đâu. Chị Dung làm gì đó nhà chị làm nông thôi.
Anh Bin kìa, làm gì có Bin. Bin nữa. Làm gì có Bin mọi người bịp á. Mọi người bịp á. Có Bin thì nó đã hiện ở đây rồi. Làm gì có anh Bin. Không có Bin. Chắc chắn không có Bin luôn. Anh Bin thì anh Bin đã lên tiếng rồi, mọi người xa ảo đó. Mai lại nữa không anh chị? Khả năng là không. Anh ơi anh đẹp trai thế. Đẹp bình thường. Anh chất tờ ti kìa. Anh lại mọi người ấy. Chất tờ ti nào ở đây? Anh chất tờ ti mà vào đây thật đó, chắc anh không bao giờ tắt like luôn. Chị Dung làm sao lông mày chị không biết luôn ý. Chị bảo hay lông mày của anh cũng cũng nét. Đức anh nhiều lông. Lắm lông. Chân mày nè, lông em mi cũng nè. Nhiều lông ấy. con mình x2 chết rồi. Chết rồi, phải cho đi chìa thôi, chìa lông mặt rồi thứ. Lông ria rồi vậy không? Nhưng mà anh không có lông mặt. Em có à? Em có ria. Anh có râu. Anh chị đặt tên con là gì ấy? Làm sao mà biết được mọi người ơi. Bây giờ chưa biết được đâu. Nhìn chị giống 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 con dâu mẹ anh. À mẹ em. Chị Dung xuống Trà Vinh đi. Em dẫn chị đi chỗ anh Vũ Thịnh. Chị Fanny quay bài hôn sau 3 phút nè. Đẹp. Ok, khi nào có dịp thì anh chị sẽ xuống. Tối nay anh chị yêu thức anh thôi. Anh thì chắc chắn là sẽ thức để xem anh bảy đá bằng một cái tivi nhỏ tí này. Bữa giờ luôn đó mọi người. Muốn mua tivi mà bật tivi lên nữa, xong rồi nó có tiếng mọi người, xong rồi xem xong giữa hiệp là nó bắt đầu nó gì? Nó bình luận. Nó bình luận đó. Xong rồi mình mới kêu là trời ơi anh bật cái khác đi, nó ồn quá à. Xong bảo là đã nhỏ rồi còn lắm mồm. Xong rồi cứ đây mà có cái tivi bự thì xem chắc đã lắm nhỉ. Mà mình hiểu lý liền, biết liền. Nhưng mà cũng nhỏ thật. Đúng không? Cũng nhỏ. Anh nói thế đi thì chị Dung sẽ là của em là sao? Nói chung là mọi người xin Dung mua tivi cho mình đi thì sẽ có clip. Sẽ có clip. Phải gì? Tính toán chi tiêu xem nào nó hợp lý rồi mới mua. Anh có chơi thân với chị Linh Cun không? Anh có chơi với Linh Cun. Anh có chơi với Linh Cun. Mình thích ăn nem chua lắm. Thế hả? Dạ, nem chua Thanh Hóa. Ước gì có ai ở Thanh Hóa gửi nem chua cho bọn mình. Tuyệt vời. Sao anh lại xin như thế? Xin luôn. Nói... mọi người thả mà đúng không? Anh chỉ nói mấp mấp thôi, ý là thèm quá. Nói vậy thôi. Thôi nói vậy mọi người không hiểu đâu. Mọi người biết ý lắm, tôi nghĩ lắm. Không, đòi luôn mọi người mới cho. Vậy hả? Xong rồi mai có clip Đức Anh Phương Dung bào. Bào? Bào từ cái nem chua. Thách anh nói là mô rửa. Mô rửa. Mô rửa. Mô rửa. Mô rửa. Cậu đi ai không đâu. Tao thịt mí như ta không hề dám nói ra có lẽ, ngại có lẽ. Không có lý do gì cả, tao biết tao vẫn không bao người ta lên nói thịt mí là một điều đó rất xa mà. Nói chung là Dung rất là thích quảng cáo bia rượu nhưng mà không ai book. Mí là một thực quả, các quan tâm tái đến tôi nói thịt mí chắc cũng không có sáo đâu. Không có sáo đâu. Vì tao biết như không ứng nhưng tao vẫn thịt như rửa đó. Rửa đó. Đến bè cho người yêu. Anh chị nói tiếng Thanh Hóa đi để anh về anh kêu Đức Ứng dậy anh đã. Vô mà nơi lên đi. Tự nhiên thèm bia quá mà chưa dựng xong cái clip nữa. Thằng nó chửi em chết. Giải cứu em khỏi bài tập hóa đi. Ui ôi trời cứu được em. Trời cứu em. Chị không cứu được đâu. Cái gì đây? Sao anh chị vô được ngành vậy à? Ai dẫn dắt vô? Ngành nghêu, nghêu. Không có ai có thể dẫn dắt vô được. Anh nói thật luôn. Cái này là do một là duyên.
hai là sự cố gắng, ba là mối quan hệ. Thì anh nghĩ là cả anh với chị Dung thì đều có hai cái, cả đều có cả ba cái. Nói chung là vẫn phải có sự cố gắng nữa mọi người ạ, chứ không phải là ngày xưa cũng vật lộn lắm chứ. Vào Sài Gòn từ năm 2017 đến giờ mọi người mới biết đến mà mọi người tưởng dễ hả? Trời ơi, khó lắm mọi người ơi. Chị Dung kêu bạn Như Quỳnh dậy đi chị. Như Quỳnh không xem video sao dậy được? Như Quỳnh ơi, bạn kiếm kìa. Nhưng mà không có xem. Không xem phải xem. Bạn chưa xem, mọi người gửi video cho Như Quỳnh đi, kêu Như Quỳnh dậy. Không lỡ đâu, Như Quỳnh có xem được cái live stream này sao? Thì mình cứ nhắn gửi. Có ai kiểu đòi tiền rồi các kiểu gì, các kiểu thì thông báo cũng được. Nhưng mà gọi dậy thì hơi khó, tại em cũng có em đâu. Không, áo này là áo của Tuấn Dương. Tuấn Dương Lucy. Áo của Tuấn Dương Lucy tặng anh với Dung mỗi người một chiếc. Chứ đúng không nhờ. Phải là mặc áo của anh. À mọi người, đâu có đâu. Áo của tôi. Dương nó bảo mãi chưa thấy Dung quay clip nào áo. Chết thôi. Mai quay luôn. Mai quay cho nó đi chứ. Mai quay. Bóng răng mới thức dậy, giật mình khi nhớ ra hai chúng ta. Không là bạn đó, mày mình quay đi, em quay đi. Ok. Tóc đẹp này. Ừ, thấy không? Đẹp. Em cũng đang học sân khấu điện ảnh mà sợ thất nghiệp. Không sao em. Em cứ học đi, em cứ làm đi, em cứ bơi ra ngoài đường, em trải nghiệm đi. Kiểu gì em cũng sẽ có thành quả thôi. Chỉ sợ em lười, em không đi đâu, em không tìm tòi gì thôi. Giọng anh Đức Anh gây ấn tượng quá. Giọng anh là cái giọng mà ba phải. Tức là nhiều lúc thì anh nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm, còn nhiều lúc thì anh nói chuyện nhây nhây. Đấy, nói chung là anh sẽ, cái giọng điệu của anh nó sẽ nói chuyện theo cái cảm xúc của anh ấy mọi người. Hai diễn viên hài rồi. Mọi người đừng làm theo cái dáng mũi của mình, tại dáng mũi của mình nó sâu. Rút cái sụn ra nhá. Rút ra, chị kia hôm qua bữa hôm đi á, xin chị bảo là rút ra làm là nó. Như ngày xưa. Đâu? Nó không có được như lúc mà mình chưa sửa. Sửa lại. Sửa lại xong chị kia, nếu mà mình sửa lại thì nó sẽ không ăn. Chị nói thôi, để sụn ngày xưa luôn. Để tự nhiên luôn vẫn xinh. Ngày xưa mũi em cũng cao rồi mà. Không đẹp. Yeah. Anh nữa, anh có fit với anh Lưu Zippo nữa không? Anh không. Nhưng mà bọn anh vẫn chơi chung với nhau, vẫn là những người bạn. Fit với Jun Jun Kute. Fit với Jun Jun Kute. Anh không mua ở đây thì anh mua ở đâu? Mọi người có xem hết hai phần tổ tình hoàn mỹ không? Chị Dung chưa sửa mà đẹp. Mọi người đừng nói nữa. Anh chị có thăm tắt nguồn rồi. Kìa, tắt nguồn tính. Anh chị có tham gia lớp học hoài mỹ không? Không. Mọi người ạ. À. Không nha. Nhìn chị Dung hiền quá, nhưng mà bộ ảnh mới ác lắm mọi người. Hiền á? Không, ác, rất ác nha. Chứ chụp sao mới không ác. Bộ ảnh mới là hơi chê nha. Hiền á. Mình mất hết cả nét hiền dịu của tôi rồi. Chụp sao? Chụp sao mới hiền. Anh chị buồn ngủ chưa? Cái view nó cứ đều đều như thế này thì chị Dung có ở chung với chị Trâm Anh không? Chưa bao giờ ở chung hay sao nhỉ? Chưa bao giờ chị ở chung với Trâm Anh. Bao giờ anh chị ra YouTube sắp rồi mọi người ơi. Mọi người follow nhá. Mọi người follow Đức Anh Phương Dung mà có cái dấu chấm ở đằng trước nhá. Chị Dung học chuyên Bình Long đúng không? Đúng rồi. Ai vậy?